Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, cho tôi một lời than từ một cái vị khách hàng. Tòa ơi, sao lại lấy đất tôi chia thừa kế? Thưa quý vị và các bạn, cái câu than của vị khách hàng đó cũng là một cái hồ sơ mà tôi đang theo đuổi. Vị khách hàng nam đến văn phòng bảo rằng là khi mà sau ngày giải phóng, ông và vợ về cái vùng đất, trong quá trình khai hoang, lập nghiệp, cất cái nhà, thì khi mà cất cái nhà thì mới mời người mẹ của vợ về và ở trên cái căn nhà này. Thì một thời gian sau thì vì bà mẹ ở trên phần đất này và bà mẹ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, luôn cả hai thửa đất, trong đó có đất của mẹ và đất của ông. Tuy nhiên thì cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông cũng biết, ông cũng có ý kiến. Tuy nhiên là cái cách giải thích của người dân vùng quê là thì thôi mẹ đứng tên cũng như là con, cho nên khi mẹ chết rồi thì anh chị em trở về chia thừa kế. Cái câu chuyện nó đúng hay sai thì cho tới thời điểm này cũng không biết rằng ông đúng hay là ông sai. Cũng không biết là cái việc quá trình, chỉ biết là tòa án trên cái cơ sở pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cái người chết, thì khi có phát sinh hàng thừa kế, có phát sinh thì người ta kiện, người ta đòi. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đưa ra cho quý vị và các bạn ba vấn đề để quý vị và các bạn biết rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì quyền sử dụng đất nó phải chứng minh từ nguồn gốc đất, nó phải chứng minh từ quá trình quản lý sử dụng và chứng minh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, tôi trở lại vấn đề thứ nhất, nguồn gốc đất. Ví dụ hôm nay tôi mua một cái quyền sử dụng đất có diện tích là 1.000 mét, thì tôi mua bằng cái hợp đồng chuyển nhượng, thì nếu có tranh chấp xảy ra trong cái vấn đề này thì tôi bảo với tòa rằng, tôi có thể tường trình với tòa rằng: tòa ơi, miếng đất này là do tôi nhận chuyển nhượng từ ông A với giá là 1 tỷ đồng tại thời điểm năm 2018. Nếu cần thì tòa có thể thu thập chứng cứ, lấy lời khai của ông A và cho rằng cái việc giao dịch, cái việc nhận chuyển nhượng từ ông A với tôi là có thật. Vậy đất phải có nguồn gốc. Thêm nữa, tôi sau năm 1975, khi quá trình quản lý sử dụng đất đai sau ngày giải phóng, thì tôi đã khai hoang và tôi đã lập nghiệp. Trong quá trình mà quản lý sử dụng đất từ năm 1975-76 đi tới năm 2018 là 43 năm, thưa với tòa rằng tôi có quá trình quản lý sử dụng liên tục, ổn định, ngay tình và không tranh chấp. Mặc dù cho đến thời điểm này tôi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng thực tế quyền sử dụng đất đó là của tôi đó. Khai hoang, đăng ký, kê khai qua các thời kỳ, quý vị và các bạn ạ. Thêm nữa, ai đó tranh chấp quyền sử dụng đất với tôi bảo gì chứ? Quyền sử dụng đất này tôi được mẹ ruột của tôi tặng cho, thông qua cái hợp đồng tặng cho. Mẹ của tôi cho từ năm 2015. Việc tranh chấp của ai đó tranh chấp với tôi
cơ sở pháp lý nè. Xưa này nguồn gốc này là của mẹ tôi. Mẹ tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi mẹ tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, mẹ tôi cho tôi là hợp pháp. Việc ai đó tranh chấp với tôi đưa ra cái nguồn gốc đất là nhận tặng cho. Nhiều lắm quý vị và các bạn, những cái căn cứ xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng là một trong những cái tiêu chí để tòa án phán quyết nguồn gốc đất là của ai. Trong cái hồ sơ của vị khách hàng của tôi, ông nói rằng khi ông về, ông khai hoang, ông đặt cất nhà trên đất, ông có những cái cơ sở pháp lý cho rằng quyền sử dụng đất là của ông. Má vợ ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối cái phần đất của ông bà. Và sau này cái việc chia thừa kế đó ông không quan tâm, vì việc đó là thừa kế theo quy định của pháp luật. Di sản của ông bà để lại thì những người hàng thừa kế có cái quyền được hưởng di sản theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đằng này tình ngay mà lý gian, ông bảo với tôi vì mẹ vợ ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên cho đến cái thời điểm hiện tại bà vẫn được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên thời điểm này ông chứng minh bằng cách nào? Thì bây giờ tôi bảo rằng trong cái quá trình quản lý sử dụng đất liên tục ngay tình ổn định như vậy, ông có những cái cơ sở pháp lý, nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái xác lần xác nhà, nhà tranh, nhà lá, nhà tường, những cái cây ở trên đất, các công trình phụ ở trên đất. Và quan trọng lắm quý vị và các bạn, rằng là những cái người thừa kế đó làm như thế nào để chứng minh là nguồn gốc, ngoài cái việc làm mẹ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, ba cái cơ sở để chứng minh quyền sử dụng đất của mình, thứ nhất đó là nguồn gốc đất. Nguồn gốc đất từ một cái bản án, nguồn gốc đất từ quá trình quản lý sử dụng. Mà trước đây theo quy định của khoản 1, khoản 2, khoản 5 của điều 50 của Bộ luật Đất đai năm 2003. Trước đây là luật đất đai năm 1993. Anh phải có nguồn gốc đất. Anh có quá trình quản lý sử dụng thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi bảo với ông rằng là tại sao ông không khiếu nại cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai là nó ra thôi. Thì ông bảo là ông chưa làm. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề tòa ơi tại sao lại lấy đất tôi chia thừa kế, đó là một cái câu chuyện để cho quý vị và các bạn hiểu được rằng một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một cái giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và nhà đất phải dựa trên ba tiêu chí. Thứ nhất đó là nguồn gốc đất. Nguồn gốc đất do đâu mà có, ai tạo lập, được tặng cho, được mua bán, được chuyển nhượng, được hình thành, được khai khẩn. Thứ hai, phải có cái quá trình quản lý sử dụng. Nếu như trong trường hợp quyền sử dụng đất này khai khẩn thì phải có quá trình quản lý sử dụng. Và thứ ba là được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng có thể do lịch sử quyền sử dụng đất được cấp sai thì chúng ta phải có ý kiến về quyền sử dụng đất này. Và tôi đã đang theo cái hướng quyền sử dụng đất cấp không đúng đối tượng, chính xác là cấp theo cho cái vị khách hàng của tôi. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong là một cái sự hướng dẫn, một cái sự định hướng của hồ sơ theo một cái hướng cho quý vị và các bạn rõ ràng trong cái việc tranh chấp ở tòa án.
Đối với trong trường hợp những cái dạng hồ sơ này là nó mang tính chất hơi sâu, bình luận về nội dung của hồ sơ. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan thì quý vị và các bạn hãy cứ mạnh dạn gửi đến luật sư để luật sư đưa vào một cái câu chuyện thực tế phục vụ cho tất cả mọi người trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng rất là vui khi đối tượng của tôi nhắm là những người vùng sâu, vùng xa, những người không có điều kiện tiếp xúc với luật sư. Còn vì tôi cũng không có dám múa rìu qua mắt thợ đối với 6.000 luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thông qua những lần gặp gỡ, những lần đi tòa, thì một số anh chị em sau khi xem cái chương trình Dân ta phải biết luật ta và thấy và nhận ra tôi, chị là luật sư hả, thì đó cũng là một cái động lực để giúp tôi phát triển được, để giúp tôi san sẻ thêm cái kiến thức pháp luật đến cho mọi người. Xin ghi nhận cái tấm lòng của tất cả mọi người đến với trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng rằng tôi còn đủ minh mẫn, tôi còn đủ sức khỏe để phục vụ quý vị và các bạn trải những cái kinh nghiệm nghề, kinh nghiệm trong những năm thực tế cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Xin trân trọng và rất là quý những cái tấm lòng của quý vị và các bạn cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn.